Wow, khủng long Carnotaurus tiến tới. Chạy đi các bạn ơi, Carnotaurus khổng lồ đã hóa điên rồi, chạy mau. Ăn thịt luôn. Ôi xong chạy mau. Rồi ôi, Carnotaurus đã bị ăn thịt. T-Rex cũng bị ăn thịt. Carnotaurus đang đánh nhau với lại Carnotaurus. Run away. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, Shin Dino. Wow, các bạn nhìn nè. Wow, đây là hai hộp khủng long mới của mình. Cùng với mình, unbox ngay lập tức nào các bạn. Let's go. Xong rồi các bạn, mình đã gỡ xong. Và đây, mình sẽ chọn từng bạn và inbox cho các bạn xem nha. Ta-da! Wow. Bum 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 bum. Wow, đây là một bạn Carnotaurus các bạn. Wow, bạn này là phiên bản khủng long cỡ vừa của mình. Có khớp di chuyển các bạn. Đây, cái khớp có thể cử động rất là ổn áp các bạn. Đây, chân, tay, đuôi và miệng đều có thể há ra, há vô. Và có thể dáng đứng rất là ổn áp luôn này các bạn, nhìn xem. Đây là một cái dáng chạy của bạn Carnotaurus của mình nè. Đó, thấy chưa? Bây giờ mình sẽ cho đứng bằng hai chân nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Carnotaurus, đây là một dạng khủng long khác. Cũng là một đối thủ mà theo mình thấy là khá là đáng gờm đối với khủng long T-Rex luôn các bạn. Bạn này với thân hình và kích cỡ thì tương đương với các bạn khủng long T-Rex nha các bạn. Wow, không kém cạnh là mấy. Và cái sức mạnh cũng như là cái mức độ săn mồi của bạn này cũng rất là ác liệt. Ok, để xem bên nha các bạn. Theo này các bạn, mình có hai bạn khủng long cổ dài. Wow, Brachiosaurus các bạn. Wow, đây là bộ đôi Brachiosaurus trong Jurassic World. Wow, nhìn này các bạn. Wow, và ở phiên bản gần đây nhất của Jurassic World Dominion các bạn, thì các bạn khủng long cổ dài này thì đã được thay thế bằng một bạn khủng long khác, đó chính là bạn Abatosaurus các bạn. Cái mặt mà cổ dài á, thì hai mấy cái bạn khủng long mà ăn cỏ này các bạn, thì thân hình rất là to lớn luôn các bạn. Và bạn này cũng không phải là dạng vừa đâu nha các bạn. Hất con mồi lên. Wow, Stegosaurus thua các bạn ơi. Nằm rồi, sau một màn đại chiến rất là nảy lửa luôn các bạn. Và bạn khủng long Stegosaurus đã bị dính phải một đòn chí mạng của bạn Triceratops. Đó là dính theo hai cái sừng như thế này các bạn. Và bị hất tung lên trời. Sau đó bạn ấy ngã xuống một phát như thế này. Và nằm bất động luôn các bạn ơi. Nhìn nè, rất là tội nghiệp luôn. Không sao, đây chúng ta chỉ là đang tập luyện thôi, không sao, đứng lên là anh bạn, đứng lên nào. Rồi, thực chất đó chỉ là một màn tập luyện thôi các bạn, vì hai bạn này là hai bạn khủng long ăn cỏ mà các bạn. Sức chiến đấu của mấy bạn này là chỉ là tự vệ chứ không phải là để săn mồi nha các bạn. Wow, một bạn Stegosaurus và một bạn Triceratops khủng long ba sừng. Wow, màu sắc rất là đẹp luôn các bạn. Và các bạn nhìn cái khớp của bạn này di chuyển rất là ổn áp. Hai bạn này có thể nói là cân nặng, có thể là xem với nhau các bạn, kẻ tám lạng người nửa cân các bạn ơi. Wow. Oh,
Hey. Ây da, mặt của to hả? Tội nghiệp bạn khủng long Velociraptor các bạn. Nhỏ nhắn nhưng rất là dữ luôn các bạn. Lao vào chản bạn Kacharodontosaurus các bạn. Và cuối cùng quýnh cho bạn ấy ngã phát. Xong bạn ấy đứng lên quýnh cho phát văng ra ngoài đường luôn. Nhỏ mà bày đặt đi đủ người ta đánh nhau. Đó các bạn nhìn xem, Velociraptor bản màu green này khá là đẹp các bạn. Đây, cái bản màu xanh lá cây này khá là đẹp các bạn. Wow, cái bản này mà mình cho vào mấy cái bụi rậm mà để làm phim thì báo đẹp luôn các bạn ơi. Rất là tuyệt vời. If they find her, we're never gonna see her again. We gotta protect her, that's our job. Humans and dinosaurs. Rồi, pam. Khủng long sừng bò. Wow. Cắn cái cổ. Bạn, đây là màn đại chiến của mình trong video này, là bạn khủng long Carnotaurus phiên bản mà cỡ vừa các bạn. Đó, cỡ vừa thôi, bự ngang ngửa với lại bạn Kacharodontosaurus các bạn. Nhưng mà các bạn T-Rex của mình thì lại là một bản gọi là mini size các bạn ơi. Thật đáng tiếc. Đó là lý do tại sao mà bạn khủng long T-Rex của mình đã bị thua các bạn Carnotaurus này các bạn. Wow, thân hình nhỏ bé hơn so với bạn Carnotaurus này các bạn. Wow, màu sắc thì cũng gần xem với nhau các bạn. Wow, màu đỏ và màu vàng với lại màu đen. Wow, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Wow, đây là cái bản màu mà theo mình thấy là mix rất là ok. Và cái những cái khớp chữ động cũng rất là ổn áp luôn các bạn. Wow. Ok, so xuống luôn các bạn. Đây là cái bộ khủng long mới của mình luôn các bạn. Wow, nhìn nè, rất là xịn luôn các bạn ơi. Hãy nhìn mà xem. Wow, màu sắc rất là ổn áp luôn các bạn. Và đặc biệt là có những cái bạn khủng long mới xuất hiện nữa. Wow, tuyệt vời luôn các bạn ơi. Này, từ bên phải qua nha các bạn. Đây là bạn Kacharodontosaurus, một đối thủ cũng không kém cạnh bạn khủng long bạo chúa này của mình. Wow, kế đến là bạn Velociraptor và hai bạn Brachiosaurus khủng long cổ dài, một bạn khủng long gai, đó là bạn Stegosaurus to lớn ở đằng kia. Phía sau là một bạn Triceratops màu hơi sẫm một tí. Và cuối cùng là người giành chiến thắng trong video này chính là bạn khủng long Carnotaurus. Wow, rất là đẹp các bạn. Ok, nếu các bạn thấy hãy nhớ một like và một subscribe cho kênh của mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trên những video tiếp theo. Bye bye.